Xin chào cả nhà, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car và chúc tất cả các anh chị, các quý khách hàng chúng ta thật nhiều sức khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống. Và ở trong đầu tháng 10 này thì em sẽ cập nhật cho mọi người rất nhiều các thông tin mới của chiếc xe Hyundai Santa Fe màu đỏ mận cực kỳ đẹp như mọi người đã nhìn thấy trên màn hình, đúng không ạ? Và trong clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu và cũng như là cập nhật giá lăn bánh mới nhất ở thời điểm hiện tại dành cho các quý anh chị và lăn bánh ở Hà Nội này, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh mọi người nha. Và trước khi clip bắt đầu thì mọi người đừng quên rằng ấn giúp em cái nút đăng ký kênh ở phía bên góc phải màn hình để em có thể ra động lực nhiều clip hay hơn. Và mọi người muốn em làm về clip nào hay so sánh về giá của sản phẩm nào thì hãy comment ở phía bên dưới cho em biết. Em sẽ cập nhật ngay lập tức dành cho quý vị và tất cả các bạn nha. Thì chúng ta sẽ đến với phiên bản đầu tiên là phiên bản của Santa Fe, phiên bản máy xăng. Với phiên bản máy xăng, phiên bản tiêu chuẩn 2.5 thì chúng ta đang có mức giá khuyến mãi ở thời điểm tại là 1 tỷ 011 triệu. Nếu anh chị chúng ta để lăn bánh được ở Hà Nội thì sẽ là 1 tỷ 141 triệu. Khi mà chúng ta cộng thêm tiền thuế 12%, tiền biển 20 triệu, phí đăng kiểm, phí sử dụng bộ bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Đó, thì đấy là lăn bánh Hà Nội. Ở tỉnh sẽ là 1 tỷ 102 triệu đồng. Vì tiền thuế 10% thôi, tiền biển thì rơi vào khoảng từ 500 cho đến khoảng 1 triệu. Và tiền đăng kiểm, phí sử dụng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ giống như Hà Nội. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 1 tỷ 122 triệu đồng do tiền biển của chúng ta cao hơn khoảng tầm 20 triệu. Đó. Vậy em xin được nhắc lại là ở Hà Nội là 1 tỷ 141, ở tỉnh là 1 tỷ 102 triệu đồng và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 122 triệu. Và chúng ta sẽ đến với phiên bản tiếp theo là phiên bản máy xăng, phiên bản đặc biệt có mức giá khuyến mãi ở thời điểm hiện tại đối với bên em là 1 tỷ 168 triệu đồng. Thì để lăn bánh được đối với ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 317 triệu, ở tỉnh sẽ là 1 tỷ 276 triệu đồng và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 296 triệu ạ. Tiếp theo với phiên bản máy xăng đó chính là trang bị cao cấp nhất là phiên bản 2.5 máy xăng cao cấp, thì chúng ta sẽ có thêm được những cái option ví dụ như là hợp kim 19 inch này cho phiên bản đặc biệt hay cao cấp, hay là đèn sương mù sau là LED này. Đấy, đấy là những cái ở phần nội thất thì chúng ta có thêm là chức năng sấy sưởi ghế, ghế phụ chỉnh điện, sấy vô lăng, cửa sổ toàn cảnh panorama hay đầu kỹ thuật số 12,3 inch, gương chống chói tự động hay là hiển thị HUD thì phiên bản cao cấp nhất cũng sẽ có ở trên chiếc xe này. Và ở đầu tháng 10 này thì phiên bản Hyundai Santa Fe, phiên bản máy xăng cao cấp ấy, đang được giảm giá chỉ còn là 1 tỷ 217 triệu thôi. Như quý anh chị biết ở tháng trước ấy, thì bán nguyên giá không ạ? Nhưng bây giờ đã giảm giá rồi để anh chị có thể tiếp cận được tốt hơn. Bây giờ xe được về nhiều hơn, thế nên là chúng ta có đầy đủ các màu dành cho các anh chị lựa chọn ạ. Và để lăn bánh ở Hà Nội nhé mọi cả nhà nhé, thì sẽ là 1 tỷ 375, còn ở tỉnh sẽ là 1 tỷ 333 triệu. Rất là đẹp đúng không ạ? Em xin nhắc nhá, Hà Nội là 1 tỷ 375 triệu, còn ở tỉnh sẽ là 1 tỷ 333. Đó. Và vừa rồi em vừa mới chia sẻ cho anh chị về phiên bản máy xăng. Và nếu anh chị có muốn đặt hàng với phiên bản máy xăng hay là về trả góp khi mà đại lý đang hỗ trợ lên tới 80% giá trị xe, thì anh chỉ cần chuẩn bị cho bên em đó chính là 384 triệu bao gồm tất cả các khoản phí là chúng ta đã có thể lăn bánh được đối với chiếc xe này rồi. Và đại lý đang có rất là nhiều màu để giao ngay, đầy đủ các màu giao ngay dành cho quý anh chị. Thì anh chị có thể gọi điện vào hotline hoặc kết bạn Zalo thì bên em sẽ gửi cho anh chị các màu sắc cụ thể. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phiên bản tiếp theo với 3 phiên bản máy xăng. Xin lỗi mọi người, là máy dầu, là tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp ạ. Chúng ta sẽ đến với phiên bản 2.2 máy dầu tiêu chuẩn. Phiên bản 2.2 máy dầu tiêu chuẩn ở thời điểm tại bên em đang có mức giá bán là 1 tỷ 109 triệu đồng. 1 tỷ 109 triệu. Thì để lăn bánh được đối với Hà Nội sẽ là 1 tỷ 251 triệu. Ở tỉnh sẽ là 1 tỷ 211 triệu đồng. Và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 231 triệu ạ. Nếu mà quý anh chị chúng ta đã muốn lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh, đấy là phiên bản tiêu chuẩn. Tất nhiên phiên bản tiêu chuẩn chúng ta cũng đã có những cái những trang bị cũng rất là cao cấp rồi.
khi mà chúng ta được trang bị ví dụ đèn bi LED định vị ban ngày cũng là LED này, cảm biến gạt mưa tự động này, gương chiếu hậu này, tay nắm cửa mở Chrome, cốp điện thông minh cũng đã có hết đầy đủ trên phiên bản tiêu chuẩn rồi. Ví dụ ở bên trong những nội thất thì điều hòa tự động, ghế chỉnh điện, bọc da cao cấp đó thì chúng ta đã có đầy đủ hết rồi. Thì với phiên bản tiếp theo, nếu chúng ta muốn nâng cấp lên, đó chính là phiên bản 2.2 máy dầu đặc biệt. Ví dụ trang bị như là thêm sưởi này, cửa sổ toàn cảnh này, hay là gói chống chói tự động này, ECM hiển thị HUD, thì mọi người sẽ bỏ ra với mức giá là 1.266.000.000 đồng, đã bao gồm khuyến mãi ở thời điểm hiện tại đối với phiên bản máy dầu cao cấp nhất. Thì để lăn bánh được đối với phiên bản đặc biệt máy dầu là 1.427.000.000 nếu quý anh chị chúng ta đang ở thành phố Hà Nội, còn ở tỉnh sẽ là 1.384.000.000, còn ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1.404.000.000 đồng ạ. Đó, nếu anh chị chúng ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Và phiên bản cao cấp nhất, phiên bản rất là hot, phiên bản 2.2 máy dầu cao cấp thì thường chiếm thị phần khoảng tầm 20% đối với dòng Santa Fe máy dầu, tại vì máy dầu Santa Fe bán được chạy nhất. Và ở thời điểm hiện tại cũng như phiên bản máy xăng, phiên bản cao cấp nhất thì bây giờ đối với bên em cũng đã khuyến mãi chỉ còn là 1.315.000.000 đồng mà thôi anh chị ạ. Vậy thì để lăn bánh được đối với Hà Nội sẽ là 1.487.000.000 và tỉnh sẽ là 1.445.000.000 cả nhà nha. Và nếu anh chị chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng thì vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận báo giá mới nhất của Hyundai. Bên em sẽ cam kết là khuyến mãi tốt nhất dành cho các anh chị, đúng không ạ? Với phiên bản đặc biệt nhất ở trên hai phiên bản máy xăng hay máy dầu, phiên bản cao cấp đó, cao cấp nhất đó, thì chúng ta sẽ có thêm cái chế độ là địa hình Snow, Mousse và Sand, thì dành cho những quý khách hàng chúng ta thích off-road bằng một chiếc xe hai cầu. Và đây là những cái tính năng mà Quyết muốn chia sẻ dành cho các quý anh chị khi mà chúng ta trước khi mua chiếc xe Hyundai Santa Fe. Mọi người thích phiên bản nào thì mọi người có thể gọi điện vào hotline phía bên dưới góc trái màn hình hoặc kết bạn Zalo, thì bên em sẽ báo lại cái giá tốt nhất ở thời điểm đại mọi người đặt hàng, tại vì mỗi thời điểm thì sẽ là khác nhau. Có thể là thời điểm này mọi người xem video nhưng mà khoảng vài ngày nữa hoặc một tuần nữa thì mọi người xem lại thì giá nó cũng sẽ thay đổi một chút xíu. Thì hy vọng rằng là những cái thông tin mà em vừa mới chia sẻ cho cô ấy anh chị thì mang lại nhiều các thông tin hữu ích. Cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh Happy Car trong suốt thời gian qua, và một lần nữa thì cảm ơn tất cả mọi người. Và nếu đây là đầu tiên những quý khách hàng chúng ta đến với kênh thì hãy vui lòng là ấn giúp Quyết là nút đăng ký kênh ở phía bên dưới góc trái màn hình để ủng hộ đội ngũ HPK có thể ra được nhiều clip hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện vào hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất.